Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Tận cùng của Lưu Manh. Kính thưa quý vị, một vụ trộm tiền được miêu tả trong sách. Bối cảnh của vụ trộm diễn ra trong thời Pháp có mặt tại Việt Nam. Người có tiền đã cẩn thận đặt bọc tiền dưới một cái nồi. Anh ta ngồi lên trên và chắc mẩm là không có kẻ nào lấy trộm được tiền của anh ta. Nhưng những kẻ trộm láu cá, chúng đánh vào lòng tham của anh ta. Một tên trộm đi trước giả vờ đánh rơi một ít tiền. Người có tiền nhổm dậy với tay nhặt. Lại một tờ tiền nữa rơi xa hơn, khiến anh bước thêm một bước nữa để nhặt tiền. Và chỉ cần như thế, tên trộm đồng bọn đã phục đằng sau anh ta và nhấc cái nồi lên và lấy mất bọc tiền đi. Thưa quý vị, đến thập kỷ 80 của thế kỷ trước, thì thời kỳ bao cấp ở Việt Nam, những tên trộm Việt Nam thường sử dụng việc một tên đánh rơi nhẫn vàng hoặc là dây chuyền vàng, một tên nhặt được và cố ý cho nạn nhân trông thấy, một tên khác giả vờ người đi đường chứng kiến nhảy đến để đòi chia và kéo cả nạn nhân vào cuộc với vai trò là người làm chứng. Vòng vèo thì trị giá dây chuyền được ước lượng để chia chác. Giá cả của nó sẽ khoảng gấp 2 lần chiếc xe đạp mà nạn nhân đang đi. Và sau hồi dẫn dụ nạn nhân mê hoặc với lòng tham thì bỗng dưng cũng được chia phần. Hai tên trộm sẽ đổi cái dây chuyền lấy cái xe đạp của nạn nhân. Đường ai nấy đi, nạn nhân ra về mang vàng ra thử mới biết đó là vàng giả. Màn kịch dây chuyền diễn đi diễn lại nhiều, được dân chúng kể lại, cảnh báo với nhau nhiều. Nhưng vì lòng tham mù quáng mà nhiều người vẫn mắc bẫy. Đến từ những năm 90 trở đi thì trò lừa đảo này đã kết thúc bởi vì nó quá cũ. Trên đây là những điển hình các vụ trộm cắp lừa đảo đánh vào lòng tham của nạn nhân. Và sau này có vô vàn màn lừa đảo trộm cắp đa dạng để đánh vào mọi yếu tố tâm lý của nạn nhân. Các phương thức rất là đa dạng và phức tạp như là một trận đồ. Nhưng có một điều mà những tay trộm sừng sỏ huyền thoại của thời thực dân chiếm đóng hay là thời bao cấp nếu còn đến ngày nay thì chắc phải lắc đầu bái phục. Đó là trộm cắp bằng thủ đoạn đánh vào sự nhân ái của con người. Thưa quý vị, người vì lòng tham mà bị lường gạt, họ sẽ giận mình, trách móc mình ngu dại, tham lam và họ sẽ dằn vặt mình để lần sau cảnh giác. Thậm chí họ còn phổ biến cho người khác cảnh giác. Nhưng nếu bị lường gạt bởi vì lòng tốt thì sao? Chả lẽ dằn vặt mình vì mình làm điều tốt và chả lẽ nhắc nhở mình lần sau không làm điều tốt để khỏi bị lừa, rồi đi phổ biến cho mọi người thân quen đừng làm điều tốt, nếu không sẽ bị thiệt thân. Bạn nghĩ thế nào khi bạn dặn con của bạn rằng nếu con thấy một người già bị té, trước tiên con phải cảnh giác nhìn quanh và nếu con chạy đến đỡ thì sẽ có một số kẻ lưu loa rằng con làm ngã cụ già. Rồi có khi chính cụ già cũng bảo con là làm ngã cụ. Và sau đó thì họ bắt con bồi thường tiền, hoặc là khi con đỡ cụ già ấy dậy thì chính người đó sẽ móc bóp của con. Thưa quý vị, nếu ở thủ đoạn của bọn trộm cắp đánh vào lòng tham thì bạn sẽ còn cao giọng dạy bảo con mình là phải từ bỏ thói xấu tham lam thì mới tránh được tai họa. Cái triết lý ấy có ở Việt Nam cả ngàn năm trước. Nhưng khi mà thủ đoạn của bọn trộm đánh cắp vào tình thương, lòng nhân ái trắc ẩn của con người, dạy thế nào cho phải? Dạy quay mặt đi, dạy đừng đưa người khác đi cấp cứu khi mà thấy họ tai nạn, đừng chỉ đường, đừng giúp đỡ ai. Thưa quý vị, vừa rồi trên báo chí đã xuất hiện hai clip những tên trộm xe giả vờ hỏi đường và những người tử tế đã trở thành nạn nhân bởi sự tận tình muốn giúp đỡ người khác. Hai video clip ấy là điển hình cho thủ đoạn đánh vào lòng nhân ái, tính tốt của con người. Những tên lưu manh ngày nay đã vượt xa tiền bối ngày trước về khai thác tâm lý của con người và lợi dụng tâm lý nhân ái để bày ra thủ đoạn trục lợi là tận cùng mưu kế của giới lưu manh. Trong xã hội của Việt Nam ngày nay, lưu manh đã đi đến cái tận cùng của sự tán tận lương tâm như vậy. Đáng nói là thủ đoạn như thế ngày càng lan rộng và hậu quả của nó sẽ là không ai dám động lòng trắc ẩn và muốn giúp đỡ người khác nữa. Hôm trước đây, ông chủ tịch tỉnh Sơn La nói rằng xây khu công trường tượng đài Hồ Chí Minh hết 1.400 tỷ đồng là để đáp ứng nguyện vọng của đồng đảo nhân dân Sơn La. Đừng nói rằng chỉ là lưu manh mới lợi dụng lòng tốt, tình cảm của con người để trục lợi.
cũng đừng vội nhận định rằng sự tán tận lương tâm, lợi dụng tình cảm, lòng tốt của con người để trục lợi là từ lưu manh mà ra. Những tên trộm trong vai quan chức chính quyền chỉ khác những tên trộm lưu manh ở chỗ là cùng một kịch bản, nhưng tên trộm quan chức kiếm gấp hàng triệu lần và chúng không những chẳng bị trừng phạt, trái lại chúng còn được hoan hô. Chỉ có lòng tốt, tình cảm là bị trừng phạt tàn nhẫn cho xã hội của Việt Nam ngày nay. Và đây cũng là một phần cho câu trả lời nguyên nhân vì đâu người Việt Nam ngày nay trong đất nước mình càng ngày càng trở nên vô cảm. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Tận Cùng của Lưu Manh do blogger Người Buôn Gió biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.